Lời tiên tri thứ hai của Bill Gates đã thành sự thật. Nhà sáng lập Microsoft không chỉ nổi tiếng nhờ tài năng và sự giàu có, tầm nhìn trong tương lai của Bill Gates về những vấn đề toàn cầu còn khiến cho nhiều người nể phục. Với những ai thường xuyên theo dõi các buổi thuyết trình của chương trình Test Talk, chắc hẳn sẽ không bao giờ quên sự kiện diễn thuyết trước hàng trăm khán giả của Bill Gates năm 2015. Không nhắc về Microsoft hay sự thành công của ông, Bill Gates xuất hiện trên sân khấu với trang phục giản dị như mọi lần để một thùng phi chứa chất thải và đưa ra những minh chứng thuyết phục về khả năng tồn vong của nhân loại bị đe dọa bởi các đại dịch. Không phải là tên lửa mà là vi khuẩn. Sự thật rằng chúng ta đã đầu tư một số tiền không nhỏ để ngăn chặn vũ khí hạt nhân, nhưng ngược lại lại đầu tư rất ít cho các hệ thống y tế. Ông nhấn mạnh, Bill Gates đã ủng hộ việc lên kế hoạch đối phó với những đại dịch trong nhiều năm. Chính ông cũng nhiều lần lên tiếng cảnh báo thế giới về những gì có thể xảy ra với dân số toàn cầu nếu dịch bệnh bùng phát. Sau 5 năm thì người ta mệnh danh Bill Gates với cái tên là nhà tiên tri khi những cảnh báo trùng khớp với đại dịch Covid-19 năm 2020. Tuy nhiên thì Business Insider Thế giới một lần nữa được vang dậy sóng sau khi Bill Gates tiếp tục dự đoán về những tình huống xấu có khả năng xảy ra trong tương lai. Có sức công phá như Covid-19, biến đổi khí hậu thậm chí có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn hãy nhìn vào những gì đang diễn ra. Covid-19 đã hủy hoại nền kinh tế và ảnh hưởng đến cuộc sống mỗi người. Nếu chúng ta không giảm lượng khí thải carbon trên thế giới, thảm kịch này sẽ một lần nữa xuất hiện. Bill Gates công bố trên blog cá nhân của ông hôm ngày 4 tháng 7. Bill Gates thường xuyên vướng vào các thuyết âm mưu cho rằng ông tạo ra Covid-19 và muốn loại bỏ 15% dân số thế giới. Gates đã so sánh tỷ lệ con người tử vong do biến đổi khí hậu sẽ có mức tăng gấp nhiều lần Covid-19, lên con số từ 10 tới 73 trên 100.000 người. Trong vòng 40 năm tới, sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ đẩy tỷ lệ tử vong của con người lên là 14 trên 100.000 người, ngang với Covid-19. Nếu mức phát thải của thế kỷ vẫn ở mức cao, biến đổi khí hậu sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho 73 trên 100.000 người tử vong. Ngược lại, khi chúng ta hành động kịp thời, con số sẽ giảm xuống chỉ còn là 10 trên 100.000 người. Đến năm 2060, biến đổi khí hậu có thể gây nguy hiểm như là Covid-19. Cho đến năm 2100 thì nó có thể nguy hiểm gấp 5 lần. Nhà sáng lập Microsoft chia sẻ, trong suốt hai thập kỷ với các hoạt động từ thiện tập trung vào cải thiện sức khỏe toàn cầu, Bill Gates đã tự dạy mình các kiến thức về khoa học. Giờ đây thì không chỉ là một nhà từ thiện hay là nhà sáng lập công ty công nghệ, Bill Gates còn trở thành một biểu tượng của giới tri thức, bệnh truyền nhiễm và các vấn đề toàn cầu là những lĩnh vực ông rất quan tâm. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.